Thưa quý vị các bạn, cứ mỗi dịp xuân về Tết đến thì con cái, con cháu ở người miền Trung sẽ đi về quê để mà có thể về là thăm nhà, rồi đặc biệt là điều là về làm những công việc như là tảo mộ hay là giải mã và gọi là cúng kiến ở cuối năm quý vị ha. Thì đó là một trong những tục lệ rất là quen thuộc của người miền Trung. Năm nay thì Trưng cố gắng sắp xếp, có thể nói là khoảng 20 năm rồi thưa quý vị. Từ lúc mà từ thời sinh viên ra đi vào trường đi học là Trưng đã phải cứ mỗi lần là về là 27, 28 mới về. Thì năm nay Trưng đã sắp xếp tranh thủ về sớm hơn dự kiến để có thể là có một năm đầu tiên tham dự việc một cuộc đi giải mã. Thưa quý vị, ở đây là nơi đất quê hương của Trưng. Trưng mới tới vừa tối nay và hôm nay là buổi sáng. Sáng nay Trưng bắt đầu cuộc đi cùng với các chú, các bác và ba của mình để đi xuống giải mã và làm công việc của một người con, người cháu xa quê hương. Thưa quý vị, đây là những món đồ mà chú mình đã để sẵn lên nha, bao nhiêu gồm có cát nè, rồi có giấy tờ cúng nữa quý vị, có những cái món đồ cúng vàng mã thì nón nè đó, rồi nón đàn ông đàn bà, tại vì đủ thứ cái bà con ơi. Có dầu lửa, dầu để mà tới đó mình đốt đèn á, để châm đèn cho nó cháy vô quà luôn quý vị. Rồi đủ thứ cái nè, đây là chú mình ổng làm trong lòng quen rồi, năm nay mình mới làm đầu tiên, đi đầu tiên luôn á. Phải nói là 20 năm nay rồi đó quý vị mới có dịp, thành ra là mình cũng bỡ ngỡ nhiều cái. Bông nó chuối nè quý vị ha. Rồi bây giờ thì Trưng sẽ với chú nữa đem theo cây cuốc quý vị. Cây cuốc để đào. Mình làm gì chú? Đem cuốc làm gì? Để bới cỏ. Bới cỏ ấy đắt lên. Bới cỏ đắt lên hả? Đó. Đi thôi. Rồi, rước chừng 10 luôn. Rồi, mở lên cái cho nó khỉ coi. Rồi, lên chừng 10 ơi. Chứ con kìa, mở đầu ông mãn ông đồ, ông lên trời. Sao ông chế chừng 7 mây rồi, nó gây tao á. Đây quý vị, đây là ông chừng 10 của mình. Coi mà không chế chừng 7 là chừng 7 gây rất nhiều á. Đây, ông chừng 10 của mình, đâu chừng 7 đâu. Biết, giờ xuống hết rồi, 7, 9 nơi. Xuống chưa? Xuống dưới đâu. Dạ hả? Thưa quý vị, đây là con đường của quê hương của mình nha quý vị ha. Đây đường bây giờ thì nó ngon lành rồi, chứ không giống ngày xưa. Ngày xưa là đường đất, rồi từ đất lên cái bê tông, bên lên bê tông rồi bây giờ là ra đường nhựa luôn quý vị. Nên đường nó chạy êm hơn rồi. Mỗi thời điểm thì có sự một sự hiện đại đổi mới. Trước mặt của mình là ba quý vị nha, chiếc xe mà xe đang đi đó là ba của mình đó. Ba của mình đi xe máy, bởi vì là vô tới cái khúc mà không đi xe hơi vô được đó, thì đi xe máy nó vận chuyển cát hơi nặng quý vị ha. Ông dẫn đường, ba dẫn đường đi. Quý vị, đó là bên tay trái của Trưng, đây là cái chợ Hoài Hải. Chợ này Trưng cũng đã từng làm một clip khi về quê rồi, cũng lâu rồi, có hơn cái năm rồi. Và sắp tới Trưng cũng sẽ quay một clip cái chợ Hoài Hải này cho quý vị của chú anh chị xem nha. Chợ Hoài Hải, với những người Hoài Hải quen thuộc và có những cái gì đó là chất phát thật thà mà vui tính nữa quý vị. Đúng chất chợ quê của mình. Cũng vui quý vị, khi mà làm YouTube thế này á thì vô tình cũng gặp lại những người thân mà bà con á, ở xa quê hương, ở xa ở nước ngoài, thì cũng đã liên hệ trở lại để mà nhận dạng ra bà con cháu của mình nhờ YouTube. Thì hôm nay clip này cũng là một phần ở đó để gửi gắm cho đến những bà con xa quê hương Hoài Hải, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ. Đây này, nhà đó này phải không? Đâu? Không phải. Đi tới cá này. Qua luôn. Qua luôn. Đây chúng người qua liền. Qua luôn.
làm chỗ khác. 8. 31 điểm nào hả? Đường quay đẹp á. Vậy có cảnh này vài bạn đẹp hơn. Đúng rồi, vậy có. Giờ mới có. Cái gì làm có thịt gà cả đây. Tao thấy trong Facebook tao thấy đó. Chỉ có một bụng trà chứ mấy đâu. Còn bao nhiêu trong lắm á mà. Đúng rồi, này trà. Đó, mà thấy quay là có nhiều lắm. Này luôn. À, có à, chuối. Đấy à. Không thiết cái gì. Đó, còn đoạn này là con bắt đầu có đoạn này cua vô này. Giáp giấy nó chưa có nè. Ủng hộ, ủng hộ đoạn này. Đoạn này nè, đoạn này nè. Bên này là nó do nó làm ái xem nó còn lá lá hay không. Chỉ một vừa giờ đầu nó làm cái gì cứ hố hố bất sợ rồi đó. Ừ. Đây là đường đi vô Mã quý vị nha. Mùa mưa thì đi vô rất khó khăn. Ủa cái này là sao, có dự kiến như ai làm gì không, làm đường gì không? Nó cho bữa của con chiếc của này con dân nó. Dạ. Con dân nó cho làm khúc này đầu đoạn khúc này vô tới đoạn kia. Bắt đầu đó bà kia nên đi tiện. Đây, đây, đó. Vô tới là 500 triệu hả? À, bắt đầu đoạn này vô à, từ đoạn đây vô trong đó là 500 triệu. Vậy là cái đoạn này đã làm rồi nè. Ờ, đoạn này của này. Đã làm rồi. Ờ, làm đó. Mà đoạn ngoài chưa làm ha? Chưa làm hả? Ờ, đoạn này giờ làm tới đây nè. Ờ, nên đi tiện sao lại. Không, sao. Không, mày nói không? Mày nói đây lâu ở đây bữa đây sao hẳn. Cái giáp đầu đó ủng hộ lên dân xã đàng hoàng. Xong nó dữ. Ủa, giờ làm nó chạy xe vô được chứ trước đâu vô được tới đâu. Cái này là qua Bắc Âu mà mưa gió là nó khổ lắm. Ờ. Được chưa, được chưa? Đỡ, mở cái lái xe luôn. Rồi rồi. Chú mở ra nha chú. Cao Dũng. Cao. Rồi, đây xách lên đây. Rồi. Đây nước. Rồi. Cái ở không? Co quay bên kia kìa, thấy không? Quyên một gia đình. Bác ba. Bác ba. Dạ, không có sai mũ. Của gia đình đây cũng là họ Cao luôn nha. Chú Sáu. À, Dương Chính.
Cái lẹ cây rồi, cái nước này nước chầm mà. Như lại có cái gì anh? Bà lên đó là chặt cây gì vậy? Cắt cuốc lên. Cuốc còn hoài đấy á. À. Không, còn để lại. Đừng báo quẩn. Đừng báo cháu lên đó mà. Đâu được cái cào cào cho cào sao? Cào cào cỏ đâu phải không? Đúng rồi. Mà không cào là bỏ tám bao. Cháu bằng tiền vô đó con. Thôi. Tám xét trăm tư với mấy con. Căng quá ha. Dạ. Chưa làm chứ. Tám chữ là chữ phước rồi này. Dạ. Ông cậu nó dưỡng mời đó mà. Cũng mà dưỡng mời mà ông nói chuyện. Không mà dưỡng mời nó trúng rồi. Tao lấy ở đây là mã ông nội. Ông nội mình mất năm 81 tuổi. À, phía bên này là cái cục mã để dành cho bà nội sau này. Bà nội mất đi thì sẽ được chôn cất đây luôn. Hả? Phía trước này là Cao Anh Dũng. Rồi đồ dừng mời dành chỗ nào? Dừng mời tao có cái điện gì đâu? Tao có đây được. Tao có mày tao có đặt kia tao chung đây tao test chung đây được không? Mày anh nhập anh tao có biết gì nói chỗ đây? Mày dừng mời chỗ này. Đó. Chị mời kiếm một chỗ nào đẹp hơn nữa. Để lại mày chứng xem này ai dành chỗ này là kêu số ông Cao Anh Dũng. Đừng có chỗ nào tôi biết này chỗ này không chịu này ông này chỗ này ráng chịu á. Tao khó sạch chỉ mắt bây giờ mất ông này cái kia. Không báo rồi đó. Nó là vô đốt cái nhàn bên đuối cái gì vậy? Bên kia là cũng họ Cao. À, dạ, gốc luôn đó, gốc họ Cao dưới kia nè, Quyên là mấy ông lớn quá. Lộn có bắt ba đồ bạc rồi đó. À. Mày thấy ba đồ bạc chưa? Đúng rồi. Thấy ba đồ bạc chưa? Ba đồ bạc đó. Bắt ba làm đó không biết chú có lên này không má? Lên nhớ. Đáng năm nó làm lần cái gì không? Một năm làm lần hả? Làm lần không ai chịu làm đâu. Có tiền, tiền tết chị độ đó tùm lum luôn. Đi. Ông tính là 20 năm, đây là 20 năm nó làm nè. Học nêm là một lần mình đúng cái nghề làm chứ không phải lúc nào cũng làm được. Dạ. Yeah. Ủa đây mình coi ngày tốt hay xấu hay sao? Không phải cái nghề hầu giờ cổ tiền như vậy là nó cái nghề đó. Là ngày đây là ngày 18 hả? 18 tháng chạp. Là tháng 2 đó, rồi là tháng chạp đó. Tại tất cả bà con đi giải mã luôn hả? À, cái dòng họ. Dòng họ ai cũng đi luôn á 8. Mưa gió thì cũng phải đi. Ồ dạ. Quan trọng rồi ha. Cái từ hồi nhỏ tới lớn giờ nó chưa cầm cái cuốc mà. Hồi nhỏ con cầm rồi. Mà từ lúc mà đi Sài Gòn tới giờ luôn á. Lúc đi học Sài Gòn á là lúc nào cũng về 27, 28 mới về tới đây mà sao có dịp mà đi với mã. Giờ mới có dịp đi má. Mà nghe nói năm mà đi giải mã giờ làm ăn được lắm hả Dương Mời phải không? Đúng rồi. Đúng rồi, hả tao? Trước mắt là sức khỏe tốt mà mừng rồi. Tiền bạc rồi bữa nay mình mai nói. Dạ. Cái 3 tháng là 10 triệu mày nghĩ sao bây giờ tao đừng tao 3 tháng 10 triệu mà tao chỉ nữa. Đúng rồi, nói cho vui vậy thôi chứ 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 công việc thì mỗi năm đều làm hết. Bả lại về biết không? 24 rồi. À, bốn phường hả? À, có cái là đâu mà bốn Dũng?
cây nào đâu mà không có vậy ấy? Cây nào nữa thì ông đòi thu gốc rồi nè. Cây mua chú ché là ché này rồi. Cái gì? Sao? À, chú ché là chú ché rồi. Cái chít đi. Dạ. Chú sao? Nó rỉ ăn xem mình đâu. Con chứ không con chế loại gì nó chắc cần gì nó không dữ vậy. À hồi nãy giờ giới thiệu cho bà con biết nha, là ba của mình nha. Nha. Ba của mình. Nhìn đôi lúc nhìn ông kêu mình đẹp trai quá, kêu không giống con ổng. Đúng rồi, mình có đầu khác. Không mà nhìn có nét giống thiệt. Tại vì cái thời hiện đại biết cách. Dạ, con hả? À, vô giống con cố. Quan trọng nhất là ông rể này, ông rể út nè. À, ông thương rể út dữ lắm. Con cá lì đứng thử đứng thử với lượt á. Do khách đi xin cô cho nó em đi xin đó đây đừng mệt đi xin nó em nó mới học được đi đó. Đây là mã ông cố với bà cố. Cố nè bà cố nè. Đây là ông cố nè. Không bớt cát hả chú? À mình mới trút cát mới chưa? À đây là cát cũ mình phát ra sơ rồi trút cát mới lên ha. Để hỏi gì sao chứ hiện tại chưa thấy. Chứ sao không sao. Bắt mua cái này còn con nghe nữ này. Bắt rồi. Còn lộn cái ra cái bớt rồi. Bữa giờ thanh tiếng em rồi. Anh đi cà thọt cà thọt anh. Hôm nay thấy cà thọt chưa? Đồ hôm qua học muộn đây một quay cái vụ không biết cái tấu lót thành cái lâu làm chút xíu mà cũng phải đổ mồ hôi mà rất là vui ý nghĩa. Ừ. Cái sắc đứa con cây nó bung ngang này. Quả thấy cái cây mà làm gì hầu xới rồi chưa thấy rồi mày. Bung ngang này quả. Ấy, tối gì cũng mệt quá mấy. Quả phải sợ lo cho em à mày. Thôi cũng đại diện con cháu mà tới đây đốt cây nhang được rồi.
trời đang mưa quý vị. Đây. À, đây là bên cái dòng họ là gốc họ Cao quý vị nha. Đây là gốc luôn nè. Đây thì có nhiều các cô chú bác kêu bằng ông luôn đấy. Trời mưa mới vừa mưa xong. Dạ sao xong cái này là xong về nhà còn cúng ở nhà nữa là chặt mã À, thưa quý vị, cứ tập tục mà sau khi giải mã xong, làm cỏ làm nọ xong ở mã thì về nhà lớn sẽ làm cái giống mượn một cái mâm đám giỗ quý vị, thấy không? Trời ơi, treo là quá trời luôn thấy chưa? Đó, rồi đó, chào chúng ta, đây là mấy ông lớn. Mấy ông lớn ngồi đây uống trà, cà phê à. Còn là mấy ông bự. Đây đó, về nhà không đó. Giảng đâu? Giảng ở quán à. Dạ hả? Mở quán gì vậy? Bán quần áo. Hả? Bán quần áo anh biết mà. À. Đây. Cô Chính. Ừ, gì kêu ăn. Gì gì kêu? Gì gì kêu? Nhưng cái gì kêu? Cái chuyện ngầu kiếm chơi dầu. Ai chú tám mày đi tròn ở đây. Đây, vài ớt cây vậy. Là thím năm, thím năm, là thím tám, là ba, không phải giới thiệu như kia rồi. Cô Chính. Mẹ nói rồi. Đây là bác Ba, chủ nhà. Nhà lớn nhất là bác Ba. À, bác Ba lò ba của mình là thứ tư nha. Bác 4. Ờ, đây bây giờ Trinh sẽ lên đây quay bàn thờ. À, cũng một điều khá là vui khi mà sau khi Trinh làm YouTube á, thì những bà con Việt kiều của mình ở xa quê hương á, là dòng họ của Trinh á, nhận ra được, rồi cũng kêu quay mấy ngày Tết này nọ quý vị. Đây nè, quay mâm nè. Đây là mâm cúng chạp mã. Đối với những người miền Trung á, thì những ngày cuối năm á là những ngày sum họp
bởi vì đơn giản là những con đứa con của một người miền Trung phải đi xa quê hương để mà đi làm, đi tứ xứ luôn quý vị, từ Đà Nẵng, Sài Gòn, Quy Nhơn hay đâu đó ra miền Bắc luôn quý vị. Nhưng mà sau đó thì Tết thì tụ họp về nhà. Đây là bác Ba nè. Bác Ba. Nó biết đâu lớn nè, quả nó đã có về đâu. Người ta không biết. À, người ta không biết chú Sáu. Dòng họ là toàn đàn ông mấy bác với chú. À. Không biết đâu. Đây giới thiệu cho bà con biết. Đây quý vị. Đây là anh Đỉnh. Cháu nội Đức Tôn, tới giờ chưa có vợ. Rau bán. Rau bán mấy mùa rồi mày vẫn còn ê còn ế. Năm nay 39 qua Tết là 40 rồi. Rau bán mấy mùa rồi còn ế luôn quý vị. Dạ nhìn cũng đẹp trai chứ bộ đúng không? Coi tỉ lên cái. Dạ kênh YouTube á. Cái gì của thằng Quyền Linh chứ con. À đăng ký xe duyên phải không? À xe duyên. Ai Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật. Rồi ông tu luôn rồi, hàng chi tới giờ ở vậy. Thấy không quý vị? Nhìn tướng tá đẹp trai ngước mặt lên coi. Chào bà con với ông nội. Rau bán mấy mùa đó mà tới giờ vẫn còn vậy luôn á. Bởi vậy. Không uống bia không có nhiều quá vậy nha, uống bia không có nhiều hết à, chút xíu uống xíu mặt đỏ nè. À, thưa quý vị, do không uống bia thành ra là mình ngồi với mâm này nha. Mâm này là toàn là má, thím rồi cô không à. À. Còn mấy ông kìa ngồi mâm trên, mâm trên. Sao không? Uống nước ngọt hả? Hết luôn rồi, cây vô cái đi. Dạ. Vô nè, đó. Rồi mâm giới lúc nãy chưa giới thiệu là thím Sáu mình nha, thím Sáu của mình. Đó thì hôm nay cũng là một con clip gọi là làm về chập mã đã đầu tiên chân quay, cũng là một cái thủ tục mà cuối năm, thưa quý vị, cuối năm mình cúng dỗ đó, thì cũng là lúc này chân cũng xin khép lại cái video hôm nay luôn, và cũng cầu chúc cho tất cả quý vị cô chú anh chị trong năm mới sẽ được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, và nhớ đón xem nhiều clip tiếp theo của Trưng đến giống quý vị nha. Cảm ơn và Trưng xin gửi lời chào tạm biệt hết. Chào tạm biệt luôn. Cái gì nên đi quay. Hay không?